cái gì vậy trời? Review mà không biết bánh gì luôn quý cô quý chú anh chị. Chết rồi, như vậy là bây giờ hôm nay mà đưa Cẩm Đoan đi review cho bà con xem mà không biết bánh gì hết trơn rồi sao mà bà con xem được. Chết luôn rồi. Cái này là phải học lại thêm một khóa nữa quý cô chú anh chị. Ờ cái đó thì Cẩm Đoan biết. Bánh tét hả? À, có rất là nhiều loại bánh luôn quý cô chú chị. À bánh nú. Bánh nú thì có thể là quý cô chú chị có thể là đã biết rồi. À, bánh ít hả? À bánh ít rồi bánh nú. Sao nó nhìn thấy anh thấy nhìn bánh nú với bánh ít nó là ná nhau ha. Nó tròn hơn gọi là bánh nú. Ừ đúng rồi. Nó có cái một cái mà đặc trưng riêng quý cô chú chị. Con gà em ăn rồi. Đó, con gà. Có rất là nhiều màu sắc luôn quý cô chú chị. À, Cẩm Đoan có cảm nhận được mà người mà đã tạo ra con gà mà làm từ gạo như thế này rất là khéo tay luôn. Khéo tay. Rất là khéo tay, rất là đẹp luôn. À, mà cái giá thì chị rất là bình dân. Chỉ có 25.000 thôi quý cô chú chị. Mình từ đâu đến để mà tham gia lễ hội bánh nhân gian ở thành phố Cần Thơ hả chị? Ở Kiên Giang thôi. Wow, ở Kiên Giang mà lên để tham quan lễ hội bánh nhân gian ở nơi đây. Dạ. Yeah. Mình đến chắc em nghĩ là mình đến từ hồi sáng tới giờ ha anh chị. Mới sáng tới giờ chừng tiếng hồ à. Chị anh chị có thể nào có cho em và mọi người biết cảm nhận của chị tham gia lễ hội bánh nhân gian ở thành phố Cần Thơ nơi đây được không ạ? Nãy giờ ăn rất nhiều bánh rất ngon. Dạ, yeah. Có rất là nhiều bánh nhìn thấy là bắt mắt hả chị? Đúng rồi. Cả như thế này là giá bao nhiêu tiền? Cái này nửa ký đem bán 130.000. Nửa ký mà giá chỉ có 130.000 thôi. Dạ, đây là chả lụa loại 1 bánh kem nhẹ. Chả lụa loại 1 luôn? Dạ, đúng rồi, 130.000 thôi ạ. Dạ, rất là một cái giá rất là bình dân luôn quý cô chú chị. Chả loại 1 chạy nhất luôn đó quý cô chú chị. Như vậy là đặc sản chả cây me là đã có tiếng tâm rồi đó. Dạ. Từ năm 1979 đến nay cũng đã được 45 năm rồi. 45 năm rồi. À, wow, bánh mà cô đang cắt ra là đúc rừng nha quý cô chú anh chị. À, cái tên rất là lạ và cũng như là mặt hàng bánh đúc rừng ở nơi đây. Lần đầu tiên mà Duy thấy là cái bánh đúc rừng luôn quý cô chú anh chị. Rất là thấy dẻo ha chị. Dẻo. À, như quý cô chú anh chị đi tham quan lễ hội bánh nhân gian ở thành phố Cần Thơ thì có rất là nhiều loại bánh mà quý cô chú anh chị chưa từng biết đến luôn quý cô chú anh chị, vì có rất là nhiều loại bánh rất là lạ. Bánh này là kêu bằng bánh gì ha em? Há cảo nha quý cô chú anh chị. Bánh há cảo có rất là nhiều màu sắc để quý cô chú anh chị có thể là mình lựa chọn, nhìn thấy là bắt mắt lắm quý cô chú anh chị. Bánh chuối, yeah. Bánh lá mơ. Yeah. Gian hàng của chị bán rất là nhiều loại bánh luôn quý cô chú chị. Yeah. Cái này là bánh bò, bò nướng, yeah. Là nhân dừa, nhân đậu xanh. Yeah, rất là nhiều bánh. Còn cái này xôi lá mơ, 70. Yeah. Hôm nay em Cẩm Đoan thấy là Duy, theo Duy thấy là rất là mệt rồi đó, là do trời nắng quá. Một cô em gái rất là xinh đẹp nha quý cô chú anh chị, em gái của Duy đó. Còn nhiều lắm, ăn thử một người đi. Còn nhiều lắm phải không? Giờ đi tới tối chắc cũng không, theo Duy nghĩ là cũng không hết luôn á, Cẩm Đoan không hết quầy hàng luôn á. Nhìn anh thấy rất là ngầu, thấy quý cô chú anh chị thấy không? Nó chơi với quý cô chú anh chị thì anh rất là vui luôn. Dạ, Duy Kawasaki vậy anh? Duy Kawasaki. Ủa, anh hả? Dạ. Dạ, chào anh. À, mình chuyên quầy hàng, mình chuyên buôn bán gì ha? Dạ, này là tất cả của hợp tác xã Quyền Hải Lai hết. Từ khô, mắm, tới đồ đóng hộp. Xây như là nhãn thanh nhãn. Còn đây là nhãn... ổi. À dạ. Còn đây á là khớm. Cũng dạ. Như là có mang cầu mà sáng mấy con kia thích ăn múa trên. Hôm nay bán được không em? Thấy em dạ, rất là vui vẻ à. Bán được lắm. À, thấy em vui vẻ là anh biết em là hôm nay là khá rồi đó. Dạ. Em tên gì ạ? À? À, một hộp tiền luôn quý cô chú chị, em rất là vui vẻ. em tên gì ạ? Em tên Thảo. À, em Thảo ở Thốt Nốt nha quý cô chú anh chị.
Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của em Thảo, em rất là vui vẻ và xinh đẹp. Xin chúc gian hàng của mình buôn mai bán đất và chúc em càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Dạ, xin chào tạm biệt em ạ. Nhìn rất là ngon luôn quý cô chú chị, bánh này kêu bằng bánh gì hả chị? Bánh đúc răng lá dứa. Bánh đúc răng lá dứa nha quý cô chú chị. Thấy với lá dứa em. Dạ, sao chị? Cái này làm bằng một năm khuấy với lá dứa, mình khuấy chừng nào nó đặt tay thôi. Như vậy tự mình làm ra những bánh như thế này. Dạ, rất là em thấy rất là khéo tay luôn. Lúc làm là ở bên Vĩnh Long á, thì làm bên bển rồi chỉ cho làm. Một cái bánh tráng thanh long lần đầu tiên mà anh thấy luôn á Cẩm Đoan. Một hũ như vậy là giá bao nhiêu tiền ha em? 15.000. Một cái giá rất là bình dân, chỉ có 15.000 cho một hũ bánh tráng trộn bằng thanh long nha quý cô chú chị. Bánh tráng trộn thanh long chanh dây ạ. Chà, chanh dây quý cô chú chị. Một ly như vậy là giá bao nhiêu tiền hả chị? Dạ, ly như vậy là ly nhỏ thì 15, còn ly lớn thì... Một cái giá rất là bình dân ở lễ hội bánh dân gian ở nơi đây. Một cái bánh xèo như vậy giá bao nhiêu em? Dạ 40.000. Chỉ giá chỉ 40.000, một cái giá rất là bình dân luôn quý cô chú chị ở trong lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ nơi đây. Và giờ này như quý cô chú chị thấy là có rất là đông bà con đến lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ nơi đây, rất là đông bà con. Quý cô chú anh chị. Và bây giờ Di sẽ theo chân em gái Cẩm Đoan để mà mình đi hết lễ hội bánh dân gian, những cái quầy mà chuyên buôn bán bánh nè quý cô chú anh chị. Và thấy một cô gái rất là xinh đẹp ở quầy hàng bánh nước cây me. Bánh nước cây me. Chào bánh nước. Có đa dạng cái sản phẩm mặt hàng bánh, xin mời em hãy chào. Như vậy là những cái bánh như thế này là này là bánh hay là cái gì ha? Cái này là nem chả, cái mặt hàng nem chả. Chuyên quầy hàng mình là chuyên là nem chả. Đúng rồi. Nem chả là quà tặng cho người thân hay là bạn bè cũng được. Quầy hàng mình là từ đâu đến ạ? Bên em từ cái nước Cây Me Cần Thơ ạ. Ở Cây Me Cần Thơ nha quý cô chú chị, một cô nhân viên rất là xinh đẹp ở quầy hàng Cây Me Cần Thơ, chuyên buôn bán chả và nem nha quý cô chú chị. Và em tên gì ạ? Dạ em tên Trâm. Em Trâm, một cô nhân viên em Trâm, tên Trâm rất là xinh đẹp luôn quý cô chú chị. Nghe như quý cô chú anh chị thấy là em Trâm đang giới thiệu là chả nem. Dạ, chả nha quý cô chú anh chị. Nem chua, nem vị các thứ ạ. Rất là nhiều loại đúng không em? Rất là dễ thương, một cô nhân viên rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị. Dạ. Và đây là những đặc trưng đặc sản của quầy hàng cây em chuyên buôn bán chả và nem nha quý cô chú anh chị. Những như cái chả như thế này là giá bao nhiêu tiền ha? Cái này nửa ký bên em bán 130.000. Nửa ký mà giá chỉ có 130.000 thôi. Dạ, đây là chả lụa loại 1 bên cái men nhà em. Chả lụa loại 1 luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ. 130.000 thôi ạ. Dạ, rất là một cái giá rất là bình dân luôn quý cô chú chị. Chả loại 1. Chạy nhất đó bên em ạ. Chạy nhất luôn đó quý cô chú chị. Như vậy là đặc sản chả cây me là đã có tiếng tăm rồi đó. Dạ. Từ năm 1979 đến nay cũng đã được 45 năm rồi. 45 năm rồi. Đã năm 79 tới giờ quý cô chú chị đã có rất là lâu đời rồi. Quý cô chú chị có thể là xem được clip Di quay về lễ hội bánh dân gian cũng như là đến quầy hàng chiên chả nem cây me. Quý cô chú chị có thể là đến ủng hộ em, một cô nhân viên rất là xinh đẹp ở nơi đây cũng như là một chàng trai rất là dễ thương. Quý cô chú chị. Số 31 Trần Khải, quận Ninh Kiều. Số 31
51 Đồng Khởi, quận Ninh Kiều nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thể là mua dùng những chiếc bánh chi. Dạ chào chị ạ. Dạ. Những loại như là chả và nem thì quý cô chú anh chị có thể ghé đến gian hàng Cây Me ở nơi đây để mà mua ủng hộ hai người bạn trẻ rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị. Và xin chào tạm biệt các em, chào hai em nha. Chúc hai em buôn may bán đắt nha. Dạ. Chào hai em. Nem chua, nem mì đặc biệt cho anh chị ơi. Nem chả đặc sản của em à. Bánh nước chiên me luôn. Giờ em gái mình đi lạc đâu mất tiêu rồi. Đúng rồi. Ở đây đây. Dắt quý cô chú. Dắt quý cô chú anh chị đi. Đi lễ hội dân gian mà. Mà chật cái là đi mất tiêu quý cô chú anh chị. Dạ Di Kawasaki rồi chú. Dạ con cảm ơn chú. Vì và đây là quầy hàng làm tò he nha quý cô chú chị. Cái này là quý cô chú chị là từ nhỏ đã biết đến làm tò he từ bột kẹo quý cô chú chị. Ở đây là sao cấm đoan? Tò he làm từ bột kẹo. Có rất là nhiều loại hình, có hình nào mà giống mặt anh không? mặt nào mà có lỗ lỗ mới giống anh nha. Anh cười luôn rồi chị, quý anh chị. Dạ Di Kawasaki là anh. Dạ mình từ đâu đến để tham gia lễ hội bánh dân gian ạ? Cần Thơ luôn anh. Ở thành phố Cần Thơ luôn ha anh. Dạ anh thấy cảm nhận gì về lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ mình không ạ? Anh có cảm nhận gì không ạ? Đông vui. Rất là đông vui đúng không anh? Dạ cảm ơn anh, chúc anh cùng em gái thật đi chơi vui vẻ nha. Dạ dạ. Có rất là nhiều nhân vật như là hoạt hình rất là nổi tiếng của quầy hàng chuyên làm tò he từ bột gạo nha quý cô chú chị. Có rất là nhiều nhân vật như là hoạt hình rất là nổi tiếng như là Superman, nào là những con lợn, con heo. Quý cô chú anh chị thấy rất là nhiều. Kéo tay quá trời. Có rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Một cái mà tò he như thế này là giá bao nhiêu ha chị? Dạ đồng giá 25.000 một cây hết á. Chỉ có 25.000 một cái, giá rất là bình dân mà quý cô chú anh chị có thể là mình đâu em mượn cho em mượn thứ à chị. Như quý cô chú anh chị thấy là một con gà tì he, bấm vô cái nút xanh giùm anh nha. Cầm giùm anh đi. Nè. Đó, con gà. Có rất là nhiều màu sắc luôn quý cô chú anh chị. Cảm đoan có mà cảm nhận được mà người mà đã tạo ra con gà mà làm từ gạo như thế này rất là khéo tay không? Khéo tay. Rất là khéo tay, rất là đẹp luôn. Mà cái giá thì chị rất là bình dân. 25.000 thôi quý cô chú anh chị.
Như quý cô chú anh chị thấy là có rất là nhiều loại nhân vật hoạt hình, như là những hoa hồng mà do chính tay anh chị đã tạo ra, những cái mà bánh cò he như thế này, rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Làm từ đậu hả chị? À, mấy cái này là làm từ đậu hả chị? Dạ là cà he hết rồi ha. Dạ dạ. Rất là khéo tay luôn với cô chú chị. Rất là nhiều loại tò he cũng như là những nhân vật mà do anh chị làm từ bột gạo nha quý cô chú anh chị. Những cái mà tò he là do chính tay mình tạo ra luôn ha chị. Đúng rồi ạ. Dạ. Như vậy mà mỗi cái con mà nhân vật như thế này chắc em nghĩ là tạo ra rất là lâu ha hay dạ, ha chị. Con này thì nặng hơn vài phút là xong mà có mấy bộ thì lâu này. Nhân là. À dạ. Những nhân vật như thế này thì theo chị thì chỉ vài phút là đã làm xong rồi với cô chú chị. Một những nhiều nhân vật như thế này. Như quý cô chú chị thấy đó. Làm từ điều đặc biệt là làm từ bột gạo nha quý cô chú anh chị, làm từ bột gạo. Em rất là cảm ơn anh chị, chúc anh chị buôn may bán đắt ạ. Dạ. Rất là dễ thương quý cô chú anh chị. Như quý cô chú chị có tham gia vào lễ hội bánh dân gian thì mình có thể là mình thưởng thức những chiếc bánh xèo tại nơi mà ở lễ hội bánh dân gian tổ chức ở nơi đây. Quý cô chú chị có thể thưởng thức ngồi và thưởng thức thôi. Má lên nào để biết mình coi. Dạ chắc có thể là một chút là lên luôn à. Dạ. Dạ Duy Kawasaki ạ. Dạ. Dạ. Chúc mọi người ăn ngon miệng và thật nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Những du khách rất là vui vẻ quý cô chú anh chị. Mọi người tham gia lễ hội bánh dân gian rất là vui vẻ và rất là thích thú. Như quý cô chú anh chị thấy là mình có thể là mình ngồi tại nơi đây để mà mình thưởng thức những chiếc bánh xèo và bánh khọt như quý cô chú anh chị. Ồ, chào em, thấy em rất là đẹp trai luôn á. Em từ đâu đến ạ? Dạ, em ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Hôm nay em đi tham gia lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ thì em có cảm nhận gì không ạ? Dạ, đông mà rất vui. Rất là vui. Nãy giờ có thưởng thức được những chiếc bánh nào chưa em? Dạ, chưa. Chưa hả? Và trong tay của em làm cảm gì vậy? Dạ, nước trẻ tết đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo. Rất là vui đúng không quý? Dạ. Đúng không em? Em tên gì ạ? Dạ, em tên Vĩ. Vĩ, em Vĩ rất là xinh trai luôn quý cô chú anh chị. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của em Vĩ. Chúc em Vĩ đi tham gia lễ hội bánh dân gian vui vẻ ha và hạnh phúc nha. Rồi chào em Vĩ, rất là xinh, rất là ngoan ạ. Em Vĩ rất là xinh trai quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy là rất là đông bà con đến
tham quan lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ. Nơi đây rất là đông luôn, giờ này rất là đông quý cô chú anh chị. Rất là đông vui quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có xem được clip của Di quay về lễ hội bánh dân gian. Quý cô chú anh chị chưa từng một lần tham quan thì quý cô chú anh chị có thể dành ra thời gian để mà mình đi tham quan lễ hội bánh dân gian. Lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ nơi đây rất là đông vui và rất là nhộn nhịp quý cô chú anh chị. Có rất là đông bà con đang thưởng thức những chiếc bánh ở trong lễ hội bánh dân gian ở nơi đây. Mình từ đâu đến để mà tham gia lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ hả chị? Ở Kiên Giang thôi. Wow, ở Kiên Giang mà lên để tham quan lễ hội bánh dân gian ở nơi đây. Dạ. Mình đến chắc em nghĩ là mình đến từ hồi sáng tới giờ ha anh chị. Mới sáng tới giờ chừng tiếng hồ à. Chị anh chị có thể nào có cho em và mọi người biết cảm nhận của chị tham gia lễ hội bánh dân gian ở thành phố Cần Thơ nơi đây được không ạ? Nãy giờ ăn rất nhiều bánh rất ngon. Dạ. Có rất là nhiều bánh nhìn thấy là bắt mắt ha chị. Dạ. Em rất là cảm ơn chị đã chia sẻ về lễ hội bánh dân gian. Em xin chúc chị cũng như là mọi người tham quan lễ hội bánh dân gian thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Dạ. Em xin chào tạm biệt chị ạ. Dạ. Cảm ơn người chị cũng như là anh chị trong ở Kiên Giang, thành phố Kiên Giang qua lễ hội bánh dân gian để mà tham quan lễ hội bánh dân gian ở nơi đây nha quý cô chú anh chị. Ăn gì lạ quá bánh canh. Chỉ là không bỏ tôi không biết đâu nha. Đồ nệm hả? Bây giờ Cẩm Đoan sẽ đưa anh em mình đi mua giỏ lưu niệm, đồ lưu niệm. Những cái giỏ làm từ vui lòng ủng hộ sản phẩm của người khuyết tật. Wow, vậy như vậy là những cái mặt hàng vỏ như thế này là do những anh chị cô chú khuyết tật làm ra quý cô chú anh chị.